3%, 23%, 248, 70. Cái này 70 này, thôi chơi 70 nha. Phát quyết định này. Hy vọng là ra được cái cánh này. Thành công được lần nữa là cũng ngon anh em ơi, là hôm nay may mắn. Ui nó ném vào. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. À thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video về con game MUSS6.vn nha anh em ơi. Thì hôm nay mới mua được hai cái lông chim anh em ơi. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video là xoay win 2 cho anh em xem nha. Thì thử xem là tỷ lệ xoay win 2 là dễ lên hay không. Thì ngày hôm nay là mình đã reset mát rồi. Reset 33 lần mát rồi. Và cả đêm qua treo đến sáng là được khoảng được 83 điểm master. Và mới mua được thêm cây gậy dòng này nữa. Đó. Một cây gậy dòng này khá là ngon, có dòng là 10% nha anh em ơi. Còn hôm qua livestream thì ép được hai cái này. Để hôm nay mình sẽ đi xoay win 2. Không biết server là được nhiều win 2 chưa, chắc là có khá là nhiều rồi đó anh em ơi. Tại vì anh em treo reset là nó khoảng 1 2 tiếng là mát rồi, là mát tới hạn ngày rồi. Thì anh em chỉ cần đi lên Ikazut treo là sẽ lộn con chim thôi. Treo Ikazut là treo ở server 2 và server 3 nó mới rớt nha anh em ơi. Thì lông chim là anh em phải treo ở trên Ikazut và server 2 và server 3. Tỷ lệ là 0.1% đấy. Thì mình thì mua này, mình mua có anh em trong này này. Anh em đang giao bán đồ quá trời đây. Nó khá là đông anh em ơi. Hồi sáng mà nó đầy server hết, đầy hết 5 server mà 6 server mà phải mới mở thêm admin mới mở thêm anh em ơi. Bây giờ mình sẽ qua server 3, server 4 đi. Thì máy quay chào nó sẽ có cái thùng đồ ở đây luôn. Đây, mới mở thêm server 8 luôn này. Nó vì không có full được 6 server này. Ngày hôm qua là tay cái win 1 thì khá là hên. Giờ là mình sẽ xài set này và hôm nào mình sẽ kiếm cái ngọc excellent đó mình đập lên. Đập lên để kiếm làm set này thần. Rồi, giờ quăng bớt cái này đã. Chưa có đập cái này, cây gậy này lên nữa. Mình đang gom ngọc khá là nhiều. Gom để khi nào mà được full một set đồ nào đó là mình sẽ đập lên luôn. Rồi cắt đi. Bây giờ là sẽ chen có được cây gậy này cũng 10% cũng ngon này anh em ạ. Cây này là mình chen nó tự động nó lụng cho mình nha. Anh em nhấn vào cái này này. Món đồ hoàn hảo này này. Ôi mình lượm quá trời, mình lựa lại hai cái dòng ngon nhất. Cái dòng cái cây này là vừa có lúc mà vừa có dòng hoàn hảo. Anh em nào chơi DL thì vào mình đưa cho chơi. Mình treo máy đêm con nó lụng được ạ. Đâu đây trên này này. Lụng được cả mấy cái này là lụng được hết. À hai cái này là ba cái này là mở boss mà bây giờ mình không xài nữa. Cái cây này thì bữa trước cũng mở boss ra. Mở boss thấy đồ nó không ngon mà cái đồ lụng luôn ấy, vãi thật. Rồi. Thì bây giờ là đi ép. Ép thì nó cần là một cái cánh. Đây. Hoặc là đang gom. Quay vòng quay với lại gom thêm nữa. Quay vòng quay nó ra vé nhiều hơn ngọc. Thì bây giờ là cần coi nào. Thế đi lại bỏ xem nó cần những cái gì nào. Quên mất tiêu à. Lông chim. Cần một cái trao và một cánh cơ bản thôi. Còn cái kia có hay không quan trọng. Nó chỉ tăng tỷ lệ thôi. Cắt vào đây đã. Lấy trao ra. Mua thêm cái này đi. Ôi quên mất rồi. 20 coin. Từ đấy mình ra mình chuyển đổi coin vào đấy anh em ơi. Coin đang ở ngoài shop quá trời luôn. Đang ngoài tài khoản quá trời luôn. Rồi. Đổi 500k thôi anh em ơi. Còn để dành ngoài đó. Nhiều khi mình cần mình quay cái vòng quay á. Chứ không đổi vào hết. Để đến lúc quay vòng quay thì lại không có.
mấy hôm nay là chưa có xài hết mà. Cái này này, rồi cao rồi. Rồi, lại tán đi. Cánh này lên trên kia. Rồi. Một cánh này. Một cao. Tỷ lệ 22% thì có thêm một cái đồ hoàn hảo nữa. Thì bố cái này là nó cũng được này anh em ơi. Thì nó lên 52. Cái này thì lên 29 rồi, cái này là đồ đồ cấp thấp. Còn cái này lên 70 này. Cái này cũng lên 70. 70 70. Rồi sao sao 70. Cái này nó có lúc thì được 70 thôi anh em ơi. Cái này thì 52. Thôi vậy thì tán cái này đi. Còn cái này nó có lúc thì để cần thiết đổi đồ hay là xài. Rồi làm phát đầu tiên này. Hy vọng là phát đầu tiên nó sẽ lên luôn mà nó sẽ ra cái cánh có sâu nha. Ngày hôm qua hên lắm, đập hai cái cánh có sâu luôn. Một. Chơi. Ui. Ui lên mà nó ra cái cánh có sâm anh em ơi. Ồ hên hên nhưng mà lại không hên rồi. Cái cánh có sâm anh em ơi. Sâm mà vừa đúng số 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 mát nhỏ. Thì chứ vừa không có chuyển chuyển qua sâm cái là nó ra. Ui. Ngon thế. Nó ra cái đồ có sâm. Ai thật. Giờ một phiên trao nó còn một cái nữa, nó không ra nó thì phải đổi anh em ơi. Giờ là tán cái này đi. À có điều kiện tán luôn. Nói chung là anh em chỉ cần cái đồ ở đấy rồi, còn khi mà mình mua cái bot này mình mở ra cũng có ngọc này anh em ơi. Ngọc để mà nâng lên dòng excellent rồi ngân lúc rồi này kia đó. Thần này kia đó. Bán 100B, 100S, 100 like bằng ATM ghê rồi. Cánh thiên đàng. Ê. Để coi ông bán không, bán không, bán nhiều. Bán mua luôn. Mua để đập luôn anh em ơi. Rồi 16B luôn hả? Cao thế. Còn 3B lẻ này, lấy 13B đi. Mình mua luôn cho bạn này. 3B cha gia luôn đi, để mình xoay cái ấy không thôi mà thôi. Bán không? Thôi vậy thôi đi. Mày đi giờ tính anh em mày. Thì nó lên cái tính. Còn có hai cái lông chim mà. Thôi đường nào cũng xoay thôi. Rồi. What the hell, nó chỉ công cái này không à. Ba phần trăm. 23%. Này 48. Này 70. Cái này cũng 70 này, thôi chơi 70 nha. Phát quyết định này. Hy vọng là ra được cái cánh này. Thành công được lần nữa là cũng ngon anh em ơi, là hôm nay may mắn. Ui nó ném 3 lần rồi chứ. Ui. À mẹ nó ra cái cánh nào cũng được rồi, mình đi đổi. Nó ra cái cánh này, ui được đúng một cái anh em ơi. Ai phát mà được một phát. Vãi đái thật. Em cái vé này ra coi lúc nào đến giờ đi. 43 phút nữa. Rồi 3 phút nữa mới đi. Bắt cánh rồi, cái ông kia ông bán không ta? Cái con nào ông bán cánh không? Hãy làm cái cánh nè. Đã làm phải đi xoay nha mày. Chỗ này không ổn chút nào. Để vác B về server 1 mua.
Ác XP ít trao về server 1 để mua. Ở bên server 1 là anh em đang treo bán mà, để coi có cái gì ngon không. Đấy. Để chút xíu đập cái này lên luôn. Để mình đập cái dây chuyển gió hả? Ủa, dòng cùi bán gì? Đấy ném rồi nè. Ôi giờ đi bộ rồi anh em ơi. Toang rồi. Cái nhựa đeo đi. Toang rồi. Tạo nhân vật khác lấy gen. Rồi, cháy nén ra đi đập cái này lên cái đã. Rồi đi qua server 1 coi kiếm coi có gì có ai bán gì không mua. Sáu này. Tâm linh. 7 này. Nhất này 8 này. Ồ cũng dễ nha, ngon lên luôn rồi. Thì mới được một cái này là có giá trị rồi nha, mà còn đâu là toang hết rồi. Toang hết rồi. Rồi đi qua bên server 1. Thì đồ đạc anh em đang treo bán bên server 1 coi có cái gì ngon không. Đó. Đập lên cộng 9 gì nó khác hẳn đi. Ôi cùi về mà bán. Cùi về mà bán. Thế. Ôi sách cũng được rồi. Giám sát thương. Ui 20k coin. Kinh nhỉ. Đang cần cái giống vậy. Mana. Em cần đồ gì thì cứ đi về shop này, anh em nó giao nó treo bán ở trên shop này. Này bán bằng WeCoin, chủ yếu là anh em bán bằng WeCoin. Cái shop này trống không vậy? Đồ không ngon anh em ơi, đồ ngon là anh em lên group bán giao bán hết rồi. Trời. Ôi, có gì hả? Chồng mở bot. Mở bot mới có nha anh em ơi. Thì gậy dòng là phải mở bot bot sô cô la đỏ ở chỗ phần móc nạp á. À, cái dòng này là mình mua về về đây còn 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 ai bán gì không? Gậy hỏa long này, ôi gậy này, ui gậy này ngon thế, công tử, ôi công tử một hả? Ôi có ông bán gậy gậy này. Thôi mình cài xài cái 10% nhầm lại xém nó lại nhầm nhọt sang AG nữa. Ôi này phong vũ nè, vũ AG. Rồi không có đồ sâu anh em ơi. Mình có cái nỏ ngon lắm, cái nỏ có EF hơi bị ngon luôn. Thôi không có gì rồi. Thôi lại đi xem Master tiếp anh em ơi.
Này đập nhỏ quá. À đập đúng một cái cánh này. Video bán có ai mua không? Rồi, video mình lại xin kết thúc tại đây nha. Hẹn gặp lại anh em những video sau nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Bye bye.